Mới đây vào sáng ngày 1 tháng 5, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong. Nguyên nhân ban đầu của sự việc được cho rằng có liên quan đến cuộc nhậu xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 30 tháng 4. Cụ thể vào tối ngày 30 tháng 4, anh Nguyễn Thành Lờ, 34 tuổi, ngụ tại xá Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, điều khiển xe máy đến nhà bạn cùng xã Đắc Nhau chơi. Tại nhà người bạn, anh L gặp được Nguyễn Anh Đức, 37 tuổi, sống cùng xã Đắc Nhau. Sẵn có mối quan hệ quen biết, lại nhân dịp nghỉ lễ. Anh L cùng Đức và một số người bạn khác đã rủ nhau cùng đi nhậu. Trong lúc ngồi uống rượu, L và Đức không có tranh cái hay xích mích gì. Cả hai vui vẻ cùng bạn bè nói chuyện với nhau. Sau khi uống đã ngà ngà say, Đức và L tự chạy xe máy ra về. Trên đường đi về, L nhiều lần có hành vi trêu chọc, đánh võng xe, vượt lên chặn đầu xe của Đức khiến đối tượng vô cùng tức giận. Sẵn hơi men trong người là nghĩ rằng L đang trêu ngươi mình, Đức và L xảy ra cái vã dẫn đến gây lộn giữa đường. Sau đó được mọi người xung quanh can ngăn, Đức bỏ về nhà nhưng trong lòng vẫn rất hậm hực. Đức chạy về lấy hung khí dài bằng kim loại, sau đó đi tìm L trả thù. Khoảng 23 giờ cùng ngày, thấy L đang ở thôn Đắc Xuyên, xã Đắc Nhau. Đức chạy đến dùng hung khí tấn công nhiều nhát khiến anh này ngã ra đường tử vong tại chỗ gây án xong đức đến công an xã đắc nhau đầu thú hiện vụ án đã được tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra làm rõ chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân nhỏ mà đối tượng đức đã đang tâm ra tay với chính người bạn của mình đây cũng là một bài học đối với tất cả mọi người khi đã có hơi men trong người nếu không thể làm chủ được bản thân thì hậu quả gây ra sẽ vô cùng khôn lường